Beauty Canal Michigan mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn gần xa một ngày vui khỏe. Nếu quý cô chú anh chị nào chưa bấm nút đăng ký kênh Beauty Canal Michigan thì hãy vui lòng bấm nút đăng ký kênh Beauty Canal Michigan ngay từ bây giờ để theo dõi những video tiếp theo cùng gia đình của mình. Welcome to Beauty Canal Michigan channel. Thank you to support Beauty Canal. Please subscribe Beauty Canal Michigan to watch more video about my family. Today is a beautiful day. We would like to show you how we done the pedicure for my three little ones. Appreciate your watching time. I hope you enjoy the video with my family. Have a wonderful day. Make sure you are beautiful and happy. Remember to finish your happy day. We see you at the next video. Hôm nay, Beauty Canal Michigan và ông xã của mình cùng cắt móng chân móng tay cho ba đứa nhỏ trong nhà của mình. Mời quý cô chú anh chị và các bạn gần xa cùng theo dõi những giây phút bên gia đình của gia đình Beauty Canal Michigan. Beauty Canal Michigan rất vui được làm quen với quý cô chú anh chị và các bạn gần xa. Hôm nay, Beauty Canal Michigan sẽ kể những câu chuyện chân thật về nghề nail. Beauty Canal Michigan đã sưu tầm một số những câu chuyện chân thật nhất về nghề làm nail. Những suy nghĩ về vinh nhục của nghề. Nghề nail đã trở thành một nghề nghiệp được rất đông người Việt định cư tại Hoa Kỳ lựa chọn làm một công việc khởi đầu cho cuộc sống mới tại đất nước này. Là nghề nghiệp giúp nuôi sống nhiều gia đình người Việt và không ít gia đình có con cái học thành đạt từ nguồn kinh tế do nghề nail mang lại. Nghề nails không đòi hỏi trình độ tiếng Anh quá cao, thời gian học nghề ngắn, tiền học không quá đắt, lại kiếm tiền được ngay, rất phù hợp cho những người Việt mới đến định cư. Tuy nhiên, công việc này đôi khi cũng mệt mỏi và không mấy dễ chịu, đòi hỏi người thợ có sức chịu đựng cao, nhẫn nhại và chiều khách thật khéo. Hằng ngày họ phải cầm không biết bao nhiêu bàn tay bàn chân, có những bàn tay bàn chân mềm mại dễ thương, có những bàn tay bàn chân không được vệ sinh cho lắm. Hằng ngày họ phải tiếp xúc với nhiều loại khách hàng khác nhau, có những người khách thân thiện, dễ thương, xem người thợ như bạn tâm giao, khách đến tiệm quen để làm đẹp, còn là dịp để trò chuyện tâm tình, ưu ái dành cho người thợ. Nhưng cũng có những người khách khó chịu, cư xử thiếu nhã nhặn, thường xuyên than phiền và bắt đền khi thợ làm mình không vừa ý. Đối với một số người Việt Nam có nhiều tham vọng, công việc làm nail bị cho là khá tầm thường, thậm chí nhiều người tỏ vẻ khinh khi và xấu hổ nếu bản thân hay người thân của mình làm nghề này. Nhận xét về nghề nail, chị Duyên Trần, thành viên của Liên hiệp ngành móng tay Lành mạnh California, cho biết bản thân chị có người thân làm nghề này. Và theo chị, nghề nail cũng như mọi ngành nghề khác giúp người thân của chị trang trải cuộc sống hàng ngày, hỗ trợ kinh tế cho gia đình bằng chính mồ hôi và nước mắt của người lao động. Đồng tiền kiếm được do tự tay mình làm ra với mục đích tốt và không hại mình hại người là đồng tiền vinh quang. Vì thế, chị cho rằng làm nghề nail không có gì là đáng xấu hổ và thiếu tự trọng cả, mà ngược lại, nghề nail giống như một ngành nghệ thuật vốn dĩ làm đẹp cho đời và làm cho nghề này là những người nghệ sĩ. Chị Thanh Thí từng làm nail ở quanh vùng quận Cam và Houston, Texas, nay đã chuyển nghề khác, than phiền rằng nghề nail vô cùng phức tạp, người thợ phải làm việc trong một môi trường hết sức độc hại, dễ mắc bệnh nghề nghiệp do nhạy cảm với hóa chất, bệnh đau nhức do ngồi một tư thế quá lâu. Chưa kể đến việc hầu hết các tiệm nail hay xảy ra những chuyện bon chen giành giật, kẻ hơn người thua, thậm chí còn đánh nhau, chia bè phái, ghen tị, nói xấu. Anh chị em ruột thịt cũng xảy ra chuyện như vậy. Chị cho rằng có hàng trăm hàng ngàn chuyện khác. Cười khi nói về ngành nail, không thể nào kể hết được. Chị nói chỉ cần lên mạng lướt toàn cầu, bấm vào YouTube chuyện buồn vui nghề nail, mọi người sẽ thưởng thức được đầy đủ. Theo chị Thúy, một lý do của những chuyện không hay trong ngành này xảy ra là do mức ăn chia của chủ thợ. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, tiền tip của khách cho, thợ cũng được giữ hết. Vì vậy, để kiếm tiền,
nhiều người thợ tranh nhau trong cuộc chiến tranh giành khách, và người chiến thắng sẽ là người hoàn thành công việc sớm và được quyền ưu tiên để làm cho người kế tiếp. Đương nhiên, người thắng cuộc sẽ là người làm nhiều tiền nhất tiệm để giành được những khách rộng rãi cho tiền tip nhiều. Nhiều thợ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn hay tiểu xảo nào. Cũng chính điều này đã gây ra biết bao nhiêu xích mích, dẫn tới mất tình cảm bạn bè, anh chị em, và đôi khi họ phải giải quyết những điều này bằng cách chửi nhau, đánh nhau. Không ít những người thợ với niềm tự hào kiếm tiền giỏi, phô bày vẻ so hoa hào nhoáng bằng những chiếc xe đời mới sang trọng và áo quần hiệu BB, túi xách Louis Vuitton, Gucci, trang sức đắt tiền. Khi tiệm nail càng nhiều, thợ càng đông, mức độ cạnh tranh của nghề nail càng lớn, tạo nên sự chia rẽ, thù hằn nhau giữa chủ và chủ, giữa chủ và thợ, giữa thợ và thợ. Mạnh người nào người đó phá giá, ảnh hưởng đến nhiều gia đình Việt Nam từ lâu nay vẫn sinh sống bằng nghề này. Chị Thanh Thúy bảo rằng, suy cho cùng bản thân chị từng là một thợ nail, và nhờ nó mà bản thân chị và những gia đình Việt Nam đã vượt qua khó khăn và thành công tại đất nước này. Chị không ý chê bai những đồng nghiệp của mình, vì trong số người làm nail có những người bạn rất thân thiết, chân tình của chị. Nhưng chị buồn bã nói rằng, thực tế chuyện xấu mà chị nhắc đến vẫn còn trong giới làm nail. Chị Thanh Thúy kết luận, xấu hay tốt là tùy theo nhận định và quan điểm của mỗi người. Nhưng có một điều, tôi không dám chắc rằng ai sống và làm việc trong một môi trường như thế dài lâu mà không bị đánh mất bản thân của mình. Nghề nail, những điều được và mất. Chị Lê Xuân, một thợ nail, nói rằng nghề nail cũng như những nghề làm đẹp khác cho con người, cho xã hội là những nghề cao quý, lương thiện, đáng trân trọng. Nghề nghiệp này không xấu, chỉ có người xấu mà thôi. Chị mong rằng người ta đừng để đồng tiền làm mất đi tư cách, phẩm chất, danh dự của con người. Và nhất là để mọi người khi làm nghề không mặc cảm xấu hổ khi nhắc tới nghề nghiệp của mình. Chị tâm sự, vì nhu cầu kiếm sống, chị phải làm nail, kiếm tiền đỡ hơn đi làm hãng. Nhưng cứ sáng đi tối về, cuối tuần cũng phải đi làm, mùa cao điểm như mùa hè. Không có ngày nghỉ, vì nếu nghỉ thì tiếc, mất tiền, mất khách quen. Nên chị ráng làm, để tiền dành dụm cho những tháng ế. Thành ra gia đình muốn cùng nhau đi du lịch đó đây vào dịp con chị được nghỉ hè, rất hiếm khi thực hiện được. Nhiều khi muốn nghỉ không làm nghề nail nữa, nhưng không thể, vì điều kiện kinh tế còn eo hẹp, mà chị lại không biết làm nghề nào khác. Chị chỉ lo khi con bước vào tuổi choai choai, nếu không có chị kìm cặp, gần gũi nhiều thời gian, con sẽ hư. Chị nói làm nail về mặt kinh tế khá ổn định, nhưng ngược lại thời gian dành cho con cái, gia đình sẽ ngắn hơn, thiếu thốn hơn. Chị Xuân nói, tháng ngày trôi qua, nhiều lúc chị thấy sức khỏe cũng cạn dần bởi công việc. Nghề nail giúp chị vượt qua khó khăn về đời sống, nhưng ngược lại cũng đem đi của chị những cái quý giá nhất. Nhưng hiện nay chị không có cơ hội nào khác để đổi nghề, nên vẫn phải cặm cụi với việc này để chăm lo gia đình. Bà Hoa Duyên là một thợ nail tại vùng Nashville, tiểu bang Tennessee, nói rằng bà không xem làm nail là công việc nhục nhã. Nhưng khi ra sống ở xứ người, nếu bà có đủ thời gian, khả năng để học, có được bằng cấp, làm công việc bằng trí óc, thì bà vẫn hãnh diện hơn. Bà Hoa đã ở đất Mỹ khoảng 12 năm, làm nail hơn 10 năm nay. Do đến Mỹ đã ngoài 40 tuổi, dù ở Việt Nam bà từng là giáo viên, nhưng khi qua đây muốn làm việc gì bằng chữ nghĩa thì cũng phải đi học lại. Với điều kiện đã có căn bản tiếng Anh vững vàng, việc học kiếm một tấm bằng cũng ít nhất 3 năm. Còn nếu chưa có căn bản tiếng Anh thì tốn nhiều thời gian hơn. Khi mới qua, con gái bà còn nhỏ, chồng bà cũng lớn tuổi nên bà đành chọn nghề nail để sinh sống. Bà Hoa cho biết bà không thấy nhục khi làm nail, nhưng bà rất buồn. Con gái bà học giỏi, chuẩn bị theo học ngành y. Theo bà, nghề nail không có gì để bà hãnh diện, vì đây là nghề phục vụ, không có bằng cấp về chữ nghĩa, làm để kiếm tiền sinh sống mà thôi. Bà chỉ mong con cái của mình cố gắng học hành đỗ đạt, và cũng mong rằng giới trẻ gốc Việt chịu học trở thành những người thành danh trong xã hội, để người bản xứ nể trọng dân tộc Việt Nam của mình trong những ngành nghề khác, chứ không phải nghĩ đến dân Việt là nghĩ đến nghề nail như hiện nay.
Chị Hoa Trần hiện nay đã có bằng thẩm mỹ toàn phần chuyên cắt tóc, nhưng cũng có làm nail thêm khi tiệm đông khách. Cho biết những người thợ làm nail hay nghề tóc, nghề làm đẹp, phần lớn theo nghề là để giúp đỡ gia đình, nuôi con ăn học. Chị khẳng định nghề nghiệp chân chính nào cũng hay cũng tốt, nhưng nghề này là công việc do hoàn cảnh mình mới phải làm, chứ không phải được làm. Không có người bố, người mẹ nào có con đang học, có bằng cấp trong xã hội mà lại khuyên con mình đừng đi học nữa, hãy học làm nail. Mà sự thật là những người cha người mẹ này cố gắng làm để nuôi con học hành thành tài, cho có tương lai tốt hơn bố mẹ chúng, để cho bà con, gia đình, bạn bè nể mặt. Chị nói rằng, thật khập khiễng khi so sánh một người kiếm tiền bằng cách lao động chân tay như nghề nail với người kiếm tiền trí thức. Dù rằng nghề nào cũng tốt, khi đó là công việc lương thiện và làm bằng công sức của mình, nhưng trong mỗi nghề đều có sự phân biệt rõ ràng. Chị Hoa nói, chắc chắn bằng nail không thể nào được mọi người kính trọng ngang bằng với bằng bác sĩ, kỹ sư, luật sư, vân vân và vân vân được, vì làm nghề chữ nghĩa thì vẫn tốt hơn. Tiếp theo, Utica Nail Michigan sẽ đọc câu chuyện làm ơn mắc oán trong chính tiệm nail của mình là có thật. Tại tiệm nail ở Indiana, chủ tiệm là hai vợ chồng Việt Nam, vợ lẫn chồng đều có tay nghề giỏi nên tiệm luôn đông khách. Khách thì có nam lẫn nữ và nhiều khi đến tiệm còn mang theo con nhỏ. Một hôm, có một người khách đem theo đứa con trai khoảng 6 tuổi rất hiếu động. Ông chủ tiệm luôn để mắt tới cậu nhóc với vẻ thân thiện. Người mẹ vừa chuẩn bị được làm móng chân thì cậu bé đòi đi tiểu. Ông chủ tiệm liền đưa cậu bé đến restroom, đẩy cửa cho cậu vào. Và khi người mẹ lên tiếng nhờ ông dẫn nó đi hộ, vốn tính cẩn thận, ông đứng ngoài vì sợ nó lây hoay trợt té. Chợt thằng nhỏ nhô đầu ra, nói không thể kéo zipper quần. Ông nghĩ chuyện zipper bị vướng không kéo được là bình thường, nên ông đẩy cửa vào kéo giúp nó xong rồi bước ra liền. Người mẹ làm nail xong vui vẻ dẫn con về. Vậy mà khoảng nửa tháng sau, có trác tòa báo bà khách kiện ông tội xâm phạm thân thể bé trai. Ông chủ tiệm tức lộn ruột, rõ ràng bà khách nhờ ông dẫn nó đi restroom giùm. May nó là con trai, nếu là con gái thì nguy to rồi. Ông chặt lưỡi. Chà, ở xứ Mỹ này thật là phiền phức. Chắc bà khách này lại nghĩ ông như gã thượng nghị sĩ nào đó, dụ dỗ bé trai làm chuyện bậy bạ mà nhà báo từng nói. Hậu quả là ông vướng kiện tụng và phải nhờ luật sư giải quyết. Đây chính là tình huống mà chúng ta phải cảnh giác. Tốt nhất là hãy để mẹ đứa bé dẫn đi vệ sinh xong rồi làm nail tiếp tục cũng được. Sự sốt sắng và cách hành xử kiểu người Việt mình với trẻ nhỏ được cho là bình thường trong trường hợp này là không phù hợp với văn hóa của Mỹ. Utica Nail Michigan hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình. Tạm biệt cả nhà.